Rồi hiện tại em đang lên hai bộ mấy con đi chơi khách này cô chú vậy. Đó một bộ 45 triệu với một bộ 36 triệu 500. Đó giao có một về một chủ ha. Rồi hello xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Bình Hòa, vùng Trơ Bến Tre để đang bán giùm anh chủ nhà một con bò anh gút chữa của chú chị. Đó thì con bò này thì anh nói là chữa 5 tháng nè. Bò này thì bao cho cô chú anh chị mình chữa anh cấy lại bò siêu đỏ luôn á, bò anh gút luôn của chú chị. Đó thì con bò này đang mang chữa lứa thứ ba. Đó nhưng con bò này thì thằng độ luôn chứ không còn thằng nhất nữa của chú chị. Đó em quay cho cô chú anh chị thấy con bò ha. Đó thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả của bò này cho cô chú anh chị xem. Đó cứ xem video của chú chị cho em xin một like và đăng ký ha. Em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Đó rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả con bò này cho cô chú anh chị xem. Đó đây cô chú chị. Đó con bò này em đứng phải giá phải 3-4 mét em quay mới hết con bò này cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Nó muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số anh chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó con bò này thì Angus siêu đỏ. Đó đang em chữa lứa thứ ba. Đó điện bò này em bao chữa cho cô chú anh chị mình bao chữa 5 tháng ha. Đó thì bao chữa cho cô chú anh chị mình 5 tháng, bao lòi 3 tháng. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó hai chân trước nè. Thì con bò này chiều cao em đo là 1m45. Đó nó dài đòn thì khỏi nói luôn. Đây cô chú anh chị nè, thấy con bò nè. Đó. Nó dài như chiếc xe đò luôn nè. Đây hai chân sau, xương sắp thì như con voi luôn. Đó con bò này kêu con bò khủng luôn chứ không còn đằng nhất nữa nha cô chú anh chị. Đây hai chân sau. Đó, móng thì móng sò cùm đứng thẳng ha. Đó. Đây rúng nè. Đó rúng thì rúng chiền. Thì đó đây cô chú anh chị. Nó con bò này thì nó dài thì hết biết luôn nè. Đó thì em ghi hình tăng cảnh vậy nè cô chú anh chị mình cũng thấy thì cũng độ ra con bò chiều dài nó như thế nào ha. Đó chiều cao thì 1m45. Đó bây giờ để em quay sái nè. Đây sái mặt. Sái mặt thì nghiêm chỉnh. Đây sái lưng. Đó sái lưng thì nghiêm chỉnh ha. Nói chung thì con bò này thì sái tích nghiêm chỉnh. Đó chân móng thì hoàn thiện. Đó. Có cái vàng dậu vàng yếm nữa nè cô chú anh chị. Hết biết không? Đó đầu thì đầu trụi. Đó thì cô chú anh chị nào muốn chơi bò độ bò khủng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó còn muốn đi xuống đi xem bò trực tiếp thì điện cho em. Đó thì xuống đây em sẽ dắt cô chú anh chị mình đi xem bò trực tiếp ha. Nói chung thì con bò này thì em thấy là toàn diện luôn chứ không còn chê gì hết cô chú anh chị. Từ sái tích chân móng nè. Nè có xương sóc nè thấy chưa. Đó rúng đây. Đó vú thì 4 vú ha, 4 vú đều rang. Đó tướng tá nè. Đây cái sân lưng nè, cái đuôi nè, cái sân lưng nè. Đó thì cô chú anh chị mình nhìn thì cũng biết con bò này cỡ nào ha. Coi sân lưng của nó nè, bằng như cái tấm dáng luôn, cái chiều ngang nè. Đó đó thì cô chú anh chị nào muốn chơi bò độ bò khủng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó con bò này thì em báo giá trực tiếp luôn, anh chủ nhà cũng bán với giá là 72 triệu. Đó thì ảnh nói là cái giá 72 triệu này thì ảnh còn thương lượng chút xíu từ xe cho cô chú anh chị mình về lấy cái lọc ha. Đó mình nuôi cho nó suôn sẻ. Đây. Đó thì con bò này em bao chữa cho cô chú anh chị mình 5 tháng. Đó, hết thân con bò không? Chiều cao là 1m45. 1m45 là em đo ở sau này cô chú anh chị em đo ở sau xương gu á. Đó tại nói chung thì nào giờ em đo ở đâu thì giờ em đo đó. Đây nè, chân móng nè, móng thì móng sò cầm đứng thẳng ha. Thấy xương sóc không? Hai chân sau nè.
đó, rúng thì rúng chiền, mấy rúng không, sái tích thì nghiêm chỉnh. Để em lấy, đứng xa làm lấy hết tướng bò này cho cô chú chị mình xem ha. Đó thì con bò này hiện tại đang âm chữa lứa thứ ba đó, anh gút siêu đỏ của chú chị. Đầu thì đầu trội, sái tích thì nghiêm chỉnh ha. Nói chung thì con bò này sái tích thì nghiêm chỉnh luôn đó, sái mặt thì mọc sái nè, nó mọc sái nghiêm chỉnh luôn đó. Đây cỡ vàng yếm của nó nè, vàng hai chân trước nè, thấy chưa đó. Nói chung thì con bò này thì không có chê chỗ nào được của chú anh chị. Đây, để em quay cái vàng đó. Đây thấy cái vàng dậu của nó nè đó, hết mình không, lòng thòng xuống tới đầu gối luôn nè ha. Đó của chú anh chị thấy không, thòng xuống tới đầu gối luôn đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình đó, còn muốn đi xem bò trực tiếp thì điện cho em sẽ dắt cô chú anh chị mình đi xem bò trực tiếp ha. Đó thì cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu con bò này thì cứ liên hệ đó, hoặc đi xuống xem bò trực tiếp. Thì nói chung thì những con bò mà tiền như thế này thì cô chú anh chị mình nhín một chút thời gian đó, mình đi xuống mình xem bò trực tiếp rồi mình khám đầu luôn ha, mình làm giấy làm tờ luôn, lãnh cho cô chú anh chị mình luôn đó. Thấy hết mịn bò không, em quay nói chung là cái điện thoại em không hết luôn á, em phải đứng xa 4-5 mét nè em mới lấy hết con bò nổi á. Nói chung thì em quay ghi hình hồi nào giờ luôn, em chưa thấy con bò nào mà bự như cỡ này luôn cô chú anh chị. Đó, nói chung thì con bò này thì của nhà vườn luôn. Đây. Nói chung thì cái huyện Ba Tri vùng Trôm này mà kiếm con bò mà bự như cỡ này thì kiếm một con nữa chắc cũng khó có luôn cô chú anh chị. Nó dài đòn sao mà hết mình luôn nè, nó bự nè. Đó. Lấy hết tướng nè, thấy không? Đó, đứng xa mới lấy hết hình con bò luôn, cái chạy đuôi của nó nè đó cô chú anh chị thấy không. Còn cái săn lưng thì khỏi nói luôn đó, coi săn lưng nè, quay cao lên nè đó, thấy chưa, cái chiều ngang của nó thì hết hình dung luôn đó. Thì cô chú anh chị nào muốn sở hữu con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để tầm hình ha. Đó có giá là 72 triệu, thì anh còn thương lượng cho cô chú anh chị mình chút xíu từ xe đó. Đó thấy chưa, sái tích thì nghiêm chỉnh em. Đó con bò này nè, đó con bò này thì vuông bò luôn, tích nở dài nở đều bằng nhau luôn cô chú anh chị. Đó thấy ghê hồn không, chung em đi ghi hình này nào giờ, nói chung là nhỏ lớn giờ em chưa thấy con bò anh hút nào mà bự như thế này luôn á, chứ đừng có nói mà đi ghi hình nay mới mấy tháng. Nói chung thì nhỏ lớn giờ em chưa gặp bò nào mà bự như cỡ này luôn á. Bò này không phải nói như con khủng long luôn cô chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để màn hình ha. Đó, còn không ưng thì mình xem đó, ăn cho mình đó, những cô chú anh chị nào có bà độ đó thì mình xem đó, mình tham khảo đâu cũng được đó. Còn muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình đó, bao chữa 5 tháng, bao lòi 3 tháng đó. Thì những con bò chữa như thế này thì em giao về cho cô chú anh chị mình về trong vòng 1 tuần lễ ha. Thì cô chú anh chị mình kêu thú y đó khám đó, đằng sát mình chữa giúp em ha. Nếu có chữa rồi thì điện cho em biết, thì nếu có chữa rồi thì cô chú anh chị điện cho em thì em sẽ giao cho cô chú anh chị luôn, em không còn lãnh mình vụ chữa nữa ha. Đó thì em sẽ lãnh bao lòi cho cô chú anh chị mình. Thì nói chung thì anh chủ nhà thì ảnh có nói con bò này thì ảnh có siêu âm rồi,
Đó thì anh nói là con bò này siêu âm, chỉ có siêu âm mới biết được con bò này thôi cô chú anh chị, còn khám tai lăng quạng là khám không tới con bò này luôn nè. Nó chiều dài của nó là hết biết luôn. Nó xương sóc ha. Ống sò cùm đứng thẳng nè. Đó chiều cao là 1m3 ý 1m45. Thấy hết hình bò không? Chiều dài thì vô biên luôn. Đó đang em chữa lứa thứ ba. Thì là anh nói là anh cấy lại chữa anh gút luôn á. Đó. Nói chung con bò này thì lớn bò, nhưng mà con bò này nói chung là đẹp toàn diện luôn, từ sái tích chân móng ha, hình hài nè. Đó. Rồi thì hình ảnh và giá cả con bò này thì em cũng gửi đến cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì nếu mà muốn đi xuống tận nơi xem bò thực tế luôn thì điện cho em. Em sẽ dắt cô chú anh chị mình xuống tận nơi mình xem bò trực tiếp luôn ha. Đó, vú thì 4 vú nè. 4 vú đều rang luôn. Đó, người ta thấy vàng rúng của nó không? Vàng rúng như vàng dậu nó xuống tới đầu gối luôn. Đó. Thì để bây giờ em sẽ quay sơ lược kỹ lại một lần nữa cho cô chú mình xem kỹ ha. Đó, hai chân sau nè, móng sò cùm đứng thẳng nè, thấy chưa? Đó. Vú nè. Đó, rúng ha. Đây, xe lưng. Xe lưng thì nghiêm chỉnh luôn. Đó. Cái mặt thì nghiêm chỉnh luôn nè. Đây nè, em lấy em tước lấy tới tới nè. Đó. Đây với thấy dậu nó không? Nó xuống tới đầu gối luôn ha. Hết biết bò luôn. Tới con. Đấy. Đây xe lưng này cho chú chị. Thấy sân lưng không? Đó. Thấy sân lưng của con bò ha. Đó. Rồi thì hình ảnh và giá cả con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú anh chị.